Baribo xin chào các bạn. Hôm nay Baribo xin giới thiệu tới các bạn cái món bếp than. Thường nếu mà ai ở Boston thì mình sẽ có thưởng thức cái món mà xa tới bếp than của Chinatown mình, là cái món lẩu Nhật. Thì trước khi lẩu Nhật thì có cái món đó, bây giờ nổi tiếng cái món đó, ai cũng đi qua đây ăn mà nghiền cái món đó đi. Thì mình đi mua ở ngoài thì rất là rẻ mà rất là dễ dàng, mình nghĩ rất là dễ. Nhưng mà tới mình ăn mình thấy 12 đồng dĩa, thấy mắc ha. Như là mình muốn ăn á, mà có khi á, cũng vui buồn tùy theo đầu bếp bên đó nữa. Nó cắt có lúc nhiều lúc nó dày lắm, ăn cũng không ngon, mà đôi lúc thì ăn thì cũng rất là ngon. Cho nên là mình đã nghiên cứu cái đó, mình về mình mua. Thì mình chỉ cho các bạn biết là có cái chỗ S-Mart á, mình mua cái thịt bò á. Đây là cái này mình mua ở S-Mart. Cái này là 11 đồng 39 sen. Nó cắt rất là mỏng nha. Nhưng mà một dĩa này mình có thể share làm 3 hoặc 4 dĩa cho tại cái nhà hàng đó. Nhưng mà mấy bạn, bây giờ mình sẽ làm cho mấy bạn coi cách để làm sa tế bếp than như thế nào. Rất là đơn giản, tích tắc trong vòng 5 phút. Nhưng mà mình chỉ cái việc gọt hành là hơi bị cực chút xíu thôi, nó hơi cay mắt chút. Trước nhất là Baribo gom lại mấy cái nguyên liệu để gồm có những gì để cho các bạn coi. Sau đó mình sẽ bắt tay vào làm. Cắt hành ra các bạn, rồi cái cọng hành nó dài quá đó. Đã những nguyên liệu mình dành cho cái món sa tế bếp than. Cái này là ớt, mấy bạn thấy biết rồi nha. Còn cái này là bơ, bơ cục quá mình cắt ra từng miếng thôi. Nhưng mà cái loại này là cái loại không có muối nha. Còn hành mình cắt ra, mình ngâm nước một chút xíu cho nó bong ra cho nó đẹp. Cái ông bào của mình nó hơi lục cho nên nhìn cái sợi nó không có được to lắm. Rồi còn đây là nước tương. Nước tương Maggi nhỏ cũng được, nhưng mà mình không có, mình xài nước tương bình thường. Rồi đây là bột con gà đó mấy bạn, hoặc là súp no cũng được. Rồi đây là bếp than. Như vậy thôi, chúng ta bắt tay vô làm nha. Giờ mình bắt lửa lên nha, để cho chảo nó thật nóng. Cho nó thật nóng xong mình bỏ bơ vô, thì lúc đó nó sẽ nóng cái chảo. Xong mình lúc đó mình bỏ cái bếp than vô nó không có bị dai. Phải để cho chảo thật nóng, bơ nó thật chảy ra. Hồi nãy mình quên nói với các bạn là mình phải cần có chanh nữa, chanh vàng thì nó ngon hơn. Với lại tiêu mình bỏ lên mặt nha mấy bạn. Này, lửa càng mạnh càng nóng càng tốt. Sau đó mình bỏ một cái thịt bò này vô luôn. Rồi.
Cái này mình bỏ thịt bò vô nha, lưỡi bò vô nha. Cho nó nóng, chảo thật nóng. Rồi, bắt đầu mình bỏ vào. Lưỡi bò nó vẫn còn đó một chút. Một muỗng cà phê bột nêm thôi nhé các bạn, đừng nhiều quá mặn nha. Thì mình còn phải chờ vài giọt xì dầu nữa. Sau đó mình bỏ một hai muỗng tương vào, hai muỗng cà phê thôi nha. Rồi xong. Lúc này mình sẽ, cái chảo đang nóng mình sẽ quậy đều tay thì cái thịt bò nó mới ngon. Đừng để lửa ấy quá thì nó sẽ bị dai thịt bò đó các bạn. Đây xào trong vòng 3 phút nha các bạn. 2 phút đầu tiên thì lửa thật cao, còn 1 phút là đây lửa nha, vừa vừa thôi, xong rồi mình tắt lửa. Thì tắt lửa thì nó vừa xuống là được rồi, tự mình để lửa lâu á sẽ dai á. Mình tắt lửa nha. Nó bị dai rồi đó. Dài miếng dai rồi đó. Nó hết đỏ rồi đó. Mấy miếng đen là bị dai rồi đó. Thấy không mấy bạn, dễ không? Như vậy là mình đã xong rồi nè. Đó. Cái này là mình chia được hai dĩa của mình. Bây giờ như vậy là xong rồi các bạn. Mình chỉ cần 3 phút thôi nha. Chỉ cần 3 phút. Đừng có bể lâu quá là sẽ dai. 2 phút đầu tiên thì lửa thật mạnh. Còn 1 phút sau là mình bỏ lửa vừa vừa thôi, rồi mình tắt lửa liền. Trong lúc mà cái thịt, cái lưỡi bò nó còn đã hơi đỏ đỏ đó, các bạn chỉ cái chảo lúc nó đang còn nóng, các bạn chỉ lắc qua lắc lại, xào qua xào lại thôi. Đừng có để nó chín quá thì nó sẽ bị dai. Thôi, mình chỉ bỏ ra dĩa thôi. Bây giờ mình để hành lên mặt nó. Đó. Vậy đó. Rồi, bạn nào muốn ăn cay thì bỏ vô nha. Nhà mình ăn cay lắm. Chảy nước miếng hết luôn rồi. Sau đó mình bỏ tí xíu tiêu vào. Quá ngon rồi. Đã vụn quá từ sáng giờ. Chảy nước miếng rồi. Xong. Mấy bạn đừng quên là phải bỏ chút xíu chanh vô. Nặng chanh vô tí thôi. Đừng có nhiều quá, nó chua quá không ngon đâu nha. Ok. Bạn thấy nhìn đẹp mắt không? Vừa đẹp mắt mà vừa ngon nữa nha. Nãy giờ mình làm mà nước miếng, mình hai nước miếng mình chảy ra muốn chết rồi. Rất là đói bụng luôn. Bảo đảm lúc nào mình làm đồ ăn là cameraman là hả chảy nước miếng trước. Bây giờ mình thử cho các bạn coi nha. Cái hình của cái dĩa như chỗ, ngay chỗ nhà hàng nó như thế nào. Thật ra cái dĩa này, hai dĩa này thì bằng ba dĩa đó đó, ba dĩa hoặc bốn dĩa, chỉ có vài miếng thôi à, ăn không đã gì hết trơn. Mình thử miếng nha, đói quá à, vừa thèm nữa. Rất là ngon. Mấy bạn cứ làm thử giống như mình đi nha. Nếu mà mấy bạn thấy ăn mà thích á, nhớ like, comment, subscribe cho Berry Boo. Bye bye.